xe bầu màu gì vậy? Màu xanh. Tao chỉ các bạn coi xe màu gì? Màu xanh đây. Rồi. Còn bé là màu vàng. Ừ. Bé là màu vàng. Màu xanh đã. Rồi. Còn bé là con bé là xe đạp xe. Rồi. Màu cam. Đó. Đó. Xe cảnh sát sao bố? Xe bảo vệ nó là quay, nó là đen, nó là xanh, biển, nó là trắng là như. Không nhiều chứ, có xe có hai màu cũng làm gì nhiều. Đâu màu trắng nó chỉ mà nội coi. Xe là trắng là nữa. Ừ. Màu đen đâu? Màu cam đây nè, màu đen, màu đen, màu đen, rồi. À rồi. Rồi Bun có xe gì nữa không? Ừ, tất cả. À rồi, rồi Long có xe gì không? Rồi có bánh màu đen. Long xe gì giới thiệu với bạn coi coi. Đâu xe bồn có gì mà bi giới thiệu nhiều vậy? Đâu xe gì? Xe bồn quay quay gì luôn hả? Ghê vậy. Đâu bỏ xuống quay cho các bạn coi. Bỏ xuống. Đâu quay cho các bạn coi đi. Xe bồn thường ta chở gì? Chở xi măng. Mới tắm. Rồi vậy chào các bạn xong video rồi, mình chào các bạn nói gì? Sao chú Bi? Các bạn nhớ đăng ký cho Bi hả? Rồi Long nói gì? Đăng ký cho mình like nhiều không? Đăng ký cho mình like nhiều vô hả? Đăng ký cho mình like nhiều vô, bắt đầu luôn. Đăng ký cho mình là phải like nhiều vô đúng không? Bắt đầu luôn. Đăng ký cho mình like nhiều lên cái. Ok rồi.